Khi tìm kiếm nơi ở, chúng ta thường hình dung về một ngôi nhà lý tưởng, một nơi an yên, thư thái, nơi mọi thành viên có thể thư giãn và sống thoải mái. Tuy nhiên, không phải vị trí nào cũng phù hợp để xây dựng tổ ấm ấy. Có những địa điểm mà nhiều người muốn tránh xa vì những tác động tiêu cực tiềm ẩn có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, tinh thần và chất lượng cuộc sống. Những khu vực này, thoạt nhìn có thể trông vô hại, nhưng thực tế lại có thể gây ra những ảnh hưởng sâu sắc mà chúng ta ít ngờ đến. Hãy cùng khám phá 11 địa điểm mà bạn nên cân nhắc thật kỹ trước khi chọn làm nơi sinh sống. Chúng không chỉ có nguy cơ gây ra các vấn đề về sức khỏe mà còn tác động lâu dài đến cuộc sống hàng ngày. Một, nghĩa trang. Mặc dù nghĩa trang là một nơi yên tĩnh, ít người qua lại, nhưng không phải ai cũng cảm thấy thoải mái khi sống gần đó. Từ cửa sổ nhìn ra, thấy những hàng bia mộ lặng lẽ nằm phía xa, nhiều người không khỏi cảm thấy bất an, lo lắng, dù họ có thể không thừa nhận. Nghĩa trang là nơi lưu giữ ký ức và là điểm dừng chân cuối cùng của những người đã khuất, nhưng với những người còn sống, nó gợi lên sự tĩnh mịch đến lạnh lẽo và cảm giác không mấy dễ chịu. Đối với một số người, sống gần nghĩa trang là như mang theo hình bóng của cái chết và những suy tư tiêu cực mỗi ngày. Dù việc sống gần nghĩa trang không gây hại đến sức khỏe về mặt thể chất, yếu tố tâm lý lại khó có thể xem nhẹ, nhất là với những ai có xu hướng nhạy cảm với những hình ảnh hay ký ức liên quan đến sự chia ly. 2. Bãi rác. Bãi rác là một trong những nơi mà hầu hết mọi người đều muốn tránh xa do nguy cơ gây ô nhiễm môi trường cao. Mùi hôi thối từ rác thải phân hủy có thể lan tỏa trong bán kính lớn, gây khó chịu và ảnh hưởng đến cuộc sống hàng ngày. Ngoài ra, bãi rác cũng thu hút nhiều côn trùng và động vật cạm nhấm, mang theo nguy cơ lây lan bệnh tật. Rác thải, đặc biệt là rác thải công nghiệp hoặc hóa chất, còn có thể thấm xuống đất và làm ô nhiễm nguồn nước ngầm. Chính vì những lý do này, người dân thường không muốn sống gần bãi rác để tránh các nguy cơ tiềm ẩn cho sức khỏe và môi trường sống của mình. 3. Trạm phát sóng. Hình ảnh cột phát sóng cao ngút trên bầu trời, phát ra các loại sóng vô hình để truyền tín hiệu xa xôi, đã trở thành điều quá quen thuộc ở các khu vực đông dân cư. Tuy nhiên, không phải ai cũng cảm thấy an toàn khi sống gần những cột phát sóng này. Với những lo ngại về bức xạ điện từ, nhiều người có xu hướng tránh các khu vực xung quanh trạm phát sóng vì sợ ảnh hưởng đến sức khỏe. Dù cho đến nay, chưa có bằng chứng khoa học nào khẳng định rõ ràng tác hại của bức xạ từ những cột phát sóng này đối với con người. Trong tâm lý chung, việc tránh voi chẳng xấu mặt nào, luôn là lựa chọn dễ hiểu khi đối mặt với một điều chưa rõ ràng. Chính sự thiếu chắc chắn về tác động của sóng điện từ đối với cơ thể con người khiến nhiều người dân cảm thấy lo ngại về các nguy cơ tiềm ẩn lâu dài. 4. Trạm cứu hỏa. Tiếng còi hú đột ngột vang lên trong đêm khuya, chiếc xe cứu hỏa đỏ rực lao nhanh ra đường, phá tan giấc ngủ của những người dân sống xung quanh. Đó là một trong những lý do khiến nhiều người ngại ngần khi phải sống gần một trạm cứu hỏa. Trạm cứu hỏa đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc bảo vệ cộng đồng và luôn sẵn sàng ứng phó với các tình huống khẩn cấp. Nhưng cũng chính vì sự chuẩn bị này mà âm thanh còi báo động, tiếng động cơ khởi động gấp gáp có thể diễn ra vào bất cứ giờ nào trong ngày. Đối với nhiều người, tiếng còi hú kéo dài và âm thanh ồn ào bất chợt trong đêm tạo ra cảm giác mất kiểm soát về môi trường sống của mình. Mỗi lần âm thanh ấy vang lên, giấc ngủ yên lành có thể bị xáo trộn, tinh thần dễ bị căng thẳng và mệt mỏi, ảnh hưởng lớn đến chất lượng cuộc sống. 5. Nhà máy. Sống gần nhà máy có thể là một trải nghiệm đầy thử thách, nhất là với những nhà máy hoạt động liên tục và thải ra khí độc hoặc tiếng ồn lớn. Khói bụi và khí thải từ nhà máy không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng không khí, mà còn đe dọa đến sức khỏe lâu dài của người dân xung quanh. Ngoài ra, tiếng ồn từ máy móc vận hành suốt ngày đêm có thể gây ra căng thẳng thần kinh, làm ảnh hưởng đến giấc ngủ và sức khỏe tinh thần của mọi người. Cảnh tượng ống khói bốc lên những làn khói đen là một lời nhắc nhở về các nguy cơ môi trường. Vì thế, nhiều người chọn cách tránh xa các khu vực có nhà máy, không chỉ để bảo vệ sức khỏe mà còn để tận hưởng một môi trường sống trong lành và yên tĩnh hơn. 6. Sân bay. Sân bay là cửa ngõ kết nối giao thông quan trọng, nhưng cũng là nguồn phát ra âm thanh lớn nhất trong khu vực xung quanh. Tiếng ồn từ máy bay cất cánh và hạ cánh có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến thính giác và giấc ngủ của người dân sống gần đó. Bên cạnh tiếng ồn, giao thông đông đúc và khói bụi từ phương tiện giao thông xung quanh sân bay cũng làm tăng mức độ ô nhiễm môi trường. Mỗi lần máy bay cất cánh, tiếng động có thể vang xa, kéo dài và khó chịu, đặc biệt là vào những giờ muộn hoặc sáng sớm. Sống gần sân bay có thể đồng nghĩa với việc phải chấp nhận tiếng ồn không ngừng và không gian sống bị ảnh hưởng. Do đó, nhiều người thường né tránh khu vực này để đảm bảo cuộc sống yên bình hơn. 7. Đường cao tốc.
Cuộc sống gần đường cao tốc không chỉ đầy tiếng ồn từ xe cộ, mà còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ ô nhiễm. Những con đường cao tốc luôn tấp nập xe cộ lưu thông, tạo ra tiếng động lớn từ động cơ, còi xe và tiếng rít của bánh xe trên mặt đường. Tiếng ồn liên tục có thể làm mất ngủ, gây căng thẳng và làm giảm chất lượng cuộc sống. Thêm vào đó, khói bụi từ các phương tiện giao thông cũng có thể gây hại cho hệ hô hấp, đặc biệt là đối với người già và trẻ nhỏ. Đường cao tốc là nơi liên tục có xe di chuyển ở tốc độ cao, vì thế, nhiều người không muốn sống gần đó để tránh ảnh hưởng đến sức khỏe và đảm bảo không gian sống yên tĩnh hơn. 8. Bệnh viện. Mặc dù rất quan trọng với cộng đồng, nhưng sống gần đó có thể tạo ra nhiều phiền toái. Tiếng còi hú của xe cứu thương vang lên đột ngột vào bất kỳ thời điểm nào trong ngày. Đặc biệt vào ban đêm, tiếng còi vang to sẽ làm mất giấc ngủ của người dân xung quanh. Hơn nữa, do là nơi đông người qua lại, đặc biệt vào giờ cao điểm, khu vực quanh bệnh viện thường xuyên đối mặt với tình trạng giao thông tắc nghẽn. Điều này không chỉ khiến việc di chuyển gặp khó khăn mà còn làm gia tăng ô nhiễm không khí do khói bụi từ các phương tiện. Những yếu tố này khiến nhiều người cân nhắc khi lựa chọn nơi ở, vì họ mong muốn có một không gian yên tĩnh và trong lành hơn để sinh sống. 9. Nhà tang lễ. Nhà tang lễ là một địa điểm gắn liền với các nghi thức tiễn đưa người đã khuất, mang đến không khí trang nghiêm, trầm lắng và thường gợi lên cảm giác buồn bã, u ám. Mặc dù đây là một nơi cần thiết để thực hiện các nghi lễ cuối cùng, nhưng sống gần nhà tang lễ có thể mang lại những cảm giác bất an và không thoải mái cho một số người. Tâm lý liên quan đến sự mất mát và đau buồn có thể khiến nhiều người không muốn sống trong khu vực gần đó. Bên cạnh đó, vào những ngày diễn ra đám tang, khu vực xung quanh nhà tang lễ thường trở nên đông đúc và tấp nập với sự xuất hiện của rất nhiều người và phương tiện giao thông. Điều này không chỉ gây khó khăn trong việc di chuyển mà còn làm gián đoạn sinh hoạt bình thường của cư dân. Tiếng khóc than, lễ nghi và các hoạt động xung quanh đám tang cũng có thể khiến môi trường sống trở nên căng thẳng và không dễ chịu, khiến những người sống gần đó cảm thấy thiếu sự yên tĩnh trong cuộc sống hàng ngày. 10. Trạm biến áp điện. Trạm biến áp điện là một cơ sở quan trọng trong hệ thống cung cấp điện năng. Tuy nhiên, nhiều người thường tránh sống gần những trạm này do một số lý do, mặc dù các nghiên cứu khoa học chưa đưa ra kết luận rõ ràng về tác động tiêu cực của bức xạ từ các dòng điện cao áp đối với sức khỏe, nhưng vẫn có sự lo ngại về nguy cơ tiềm ẩn từ các yếu tố như bức xạ điện từ. Bên cạnh đó, những trạm biến áp này cũng có thể phát ra tiếng ồn từ các máy móc và thiết bị hoạt động liên tục, gây ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống của người dân xung quanh. Chính vì vậy, nhiều người vẫn chọn sống xa những khu vực này, dù không có bằng chứng cụ thể về tác động xấu đối với sức khỏe. Thêm vào đó, sự hiện diện của các trạm biến áp điện trong khu vực dân cư cũng khiến nhiều người cảm thấy bất an, lo lắng về những sự cố không mong muốn có thể xảy ra, như cháy nổ hay sự cố mất điện lớn. 11. Trại giam. Trại giam là một trong những địa điểm mà hầu hết mọi người đều tránh sống gần. Mặc dù trại giam có hệ thống an ninh nghiêm ngặt, nhiều người vẫn cảm thấy lo ngại về sự an toàn và an ninh khi sống trong khu vực gần cơ sở này. Bên cạnh yếu tố tâm lý, có thể tạo ra cảm giác bất an, nhiều người cũng lo lắng về khả năng có những sự cố không mong muốn như trốn trại hay bạo động xảy ra. Cuối cùng, việc lựa chọn nơi ở không chỉ đơn giản là tìm một chỗ để trú ngụ, mà thực sự là một quyết định mang tính chiến lược, ảnh hưởng sâu sắc đến sức khỏe, tinh thần và chất lượng cuộc sống của mỗi người. Ngôi nhà không chỉ là nơi ta quay về sau một ngày dài làm việc mệt mỏi, mà còn là chốn bình yên, nơi ta có thể tìm thấy cảm giác an toàn, thư thái và gần gũi với những người thân yêu. Một không gian sống lý tưởng cần có bầu không khí trong lành, âm thanh êm dịu của thiên nhiên, và xa rời những tác nhân gây hại từ môi trường bên ngoài. Việc tránh xa những khu vực có thể ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe và tinh thần tạo nên sự khác biệt lớn trong cuộc sống hàng ngày. Hãy thử tưởng tượng mỗi sáng thức dậy trong không gian tĩnh lặng, không tiếng xe cộ ồn ào, không mùi khói từ nhà máy, không cảm giác ngột ngạt của đường cao tốc. Một ngôi nhà như vậy sẽ giúp ta khởi đầu ngày mới với tinh thần sảng khoái, dồi dào năng lượng và niềm vui sống. Chúng ta xứng đáng với một ngôi nhà không chỉ để ở mà còn là chốn trở về bình yên, nơi những lo toan tan biến và yêu thương được nuôi dưỡng. Vì vậy, khi lựa chọn nơi sống, hãy cân nhắc kỹ lưỡng và sáng suốt để tìm cho mình và gia đình một môi trường sống lý tưởng, nơi ta có thể thật sự thư giãn, tận hưởng cuộc sống và bảo vệ sức khỏe lâu dài. Đó không chỉ là đầu tư cho hiện tại mà còn là sự chăm sóc chu đáo dành cho tương lai, mang lại hạnh phúc bền vững cho chính mình và những người thân yêu. Hãy đăng ký kênh Cổ Nhân Khuyên Dạy để không bỏ lỡ những bài học quý giá từ những triết lý xưa, giúp bạn vượt qua thử thách trong cuộc sống và tìm lại sự bình an trong tâm hồn.
Đừng quên bấm nút chuông thông báo để nhận những video mới nhất, mang đến cho bạn những lời khuyên chân thành và sâu sắc từ những bài học của cổ nhân. Cùng chúng tôi khám phá những giá trị bất diệt và đưa vào áp dụng trong cuộc sống hiện đại.